Kế toán Việt Hưng hướng dẫn các bạn cách cân đối kế toán chi phí và giá thành trong công ty dịch vụ môi trường. Sao bên hạch toán này của em toàn bộ những cái này là đều dùng cho ấy hết, cho nên nó sẽ hạch toán là 154 đúng không? Thế này là được, em chọn khoản một chi phí nữa nhá. Phải chọn khoản một chi phí thì nó mới lên được giá thành. Rồi, em chuột phải đi, sửa mẫu, nó chưa có khoản một chi phí thì em sửa mẫu trang 2 nhỏ phân bổ này, khoản một chi phí này, cho lại cho nó hiển thị cột và cố định cột này. Vì những cái này em chọn hết là sản xuất chung, chấm khấu hao. Đó, em chọn. Rồi, hết rồi, em nhấn cất. Sang bên hạch toán em. Ồ, vẫn chưa hết em ạ. Nó đang hai dòng như này chưa hết này. Cái định khoản này em nắm được rồi đúng không? Dạ. Ừ. N154 nhá, có 214. 214 là hao mòn đấy, nhưng mà tại vì nó đang hai dòng kiểu gì đang chọn thiếu, khi nào nó một dòng nó giống nhau á thì nó mới đúng được. Ở đây nó không có tài sản cố định nào dùng cho văn phòng cả, cho nên nó chỉ có mỗi 154 thôi. Yeah. Sau này giả sử như có thêm tài sản cố định dùng cho văn phòng thì nó sẽ thêm một cái dòng là 6422, mà 6422 thì không chọn khoản một chi phí đâu nhá. Yeah. Rồi tương tự như thế em sẽ thêm chị từ tháng 2 đến tháng 12. Tháng 3 là có phải là phát sinh cái mới không? Tại vì chỗ này này em chọn là cho nó công ty đúng không? Dạ. Kệ nó nhá. Nếu mà chọn cho công ty thì hồi em chọn lại chỗ này là dịch vụ môi trường này. Mà thôi không cần đâu, em đóng lại, cứ kệ nó như thế. Cho nó hai dòng nhưng mà nó kiểu hai bộ phận khác nhau á, thêm lại nhá. Mình phát hiện ra là hai bộ phận khác nhau đấy là được, nhưng mà nó đều là 154 là được. Đây này, N154 này. Nhưng mà sang bên này thì lại là hai đơn vị khác nhau thôi nhá. Dạ. Khoản chi phí có đủ chưa? Thưa chị ạ, giới thiệu một dòng. Ừ, rồi. Bây giờ chị sẽ cho thử chạy giá thành nhá. Thứ nhất là mình không không dùng kho đúng nhỉ? Rồi, em sẽ vào phân hệ giá thành đây. Giá thành đâu rồi? Cái này lại cũng dùng thử đúng không? Rồi, em ghi bước 1 nhá. Em ghi quy trình tính giá thành này. Bước 1, em thấy cái phân hệ giá thành đây không? Giá thành nhá, quy trình này, công trình này. Giá thành, quy trình, công trình nhá. Một nhỏ, xác định kỳ tính thành trong dòng thứ nhất được xác định kỳ tính giá thành. Em tích vào nhá. Rồi nhắn thêm đi em, lấy dữ liệu nó không ra. Đấy, em phải tích vào chọn này, chọn tất cả các hóa đơn luôn nhá. Sau khi lấy dữ liệu xong thì em lại muốn xem lại danh sách thì em vào giá thành công trình này. Lấy dữ liệu thì nó sẽ ra. Của mình 143 tờ hóa đơn trong năm có đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Thì bây giờ sang quy trình này, giá thành, quy trình, công trình tiếp, tổng hợp chi phí trực tiếp. Ngay cả dòng thứ hai là tổng hợp chi phí trực tiếp. Đó, đồng ý. Chi phí trực tiếp là những cái chi phí chọn công trình khi hạch toán ấy, 154 ấy, nhưng mà mình không có em ạ nhá, thành ra là không hiện ở đây. Em hiểu ý chị không? Em có hiểu chỗ này không nhỉ? Trong công trình thì mình chọn 154 là chi phí sản xuất chung. Đúng rồi, khi mà mình nợ 154 mà mình phải chọn công trình A, công trình B á, thì lên đó mới nó mới nhảy vào chi phí trực tiếp. Còn yeah, không thì không chọn thì nó sẽ nhảy vào chi phí chung này. Em quay cho dòng thứ ba là phân bổ chi phí chung, lên đây nó mới có chi phí chung để tí em phân bổ cho các công trình này. Em hiểu chưa? Hiểu nhỉ? Dạ. Chi phí chung của mình thì toàn bộ là nó tính ra là toàn bộ chi phí luôn, bao gồm nguyên vật liệu này, nhân công này, máy móc khấu hao này, điện nước vân vân á. Đó thì em muốn kiểm tra lại các cái chứng từ tí nữa về em có thể vào đây để xem nhá. Chị cứ cho em chạy giá thành để xem kết quả làm sao đã nhá. Thì ở đây mình sẽ phân bổ nhưng mà sẽ có tiêu thức phân bổ cho mình chọn. Đây chị sẽ chọn theo tiêu thức doanh thu của mình là dịch vụ môi trường, dịch vụ rác thải, đây là chọn theo chuột phải này. Đó, sau em nhấn phân bổ này thì toàn bộ cái chi phí của cái bốn dòng này nó sẽ nhảy cho 143 cái hóa đơn này, 143 công trình này. Đó, theo cái tỷ lệ doanh thu em nhé, công trình nào có doanh thu cao thì nó sẽ nhảy chi tỷ lệ cao. Tỷ lệ này là toàn tính theo tỷ lệ doanh thu hết, em hiểu không? Yeah. Ừ, nó tỷ lệ thuận với cái doanh thu nhé. Rồi đến đây là được, số tổng chi phí này, nhân công này, nguyên vật liệu này, sản xuất chung này, mua ngoài này và tổng chi phí ở đây. Đó, em hiểu chỗ này chưa? Yeah. Ừ, bây giờ nhấn cất nhé. Tại vì những cái chi phí này khi mình hành toán mình bảo là đều không biết được của công trình nào bao nhiêu á, thì để anh phân bổ. Giờ gạch cho dòng thứ tư em sẽ nghiệm thu để nó nhảy vào giá vốn đây, để xem lãi lỗ làm sao. Tích vào lấy dữ liệu, tích vào đây. Đó, đồng ý. Tạm thời thì nhìn sơ bộ thì định khoản thì nó sẽ định khoản là nợ 632 có 154. Bởi vì khi bình thường khi phát sinh chi phí em nợ 154 rồi đúng không? Ừ. Ừ. Nợ 154. Thế nay mình chuẩn bị chạy kết quả kinh doanh, mình sẽ làm cái nghiệm thu công trình này, tức là chạy giá thành để cho nó nhảy vào giá vốn. 632 tên của nó là giá vốn hàng bán, chính là cái giá vốn dịch vụ rác thải của mình á. Ừ. Em hiểu chị chưa? Ừ. Đó, còn bên này nó sẽ tự nhảy này. Thứ nhất là cột doanh thu
143 dòng chính là 143 cái doanh thu mà em đã hạch toán ở phần bán ra. Ví dụ như Dạ. ngày xưa mà khi mình làm bán hàng mình không chọn công trình lên đây nó không nhảy đâu. Dạ. Hiểu chưa? Rồi, con số chưa nghiệm thu thì là toàn bộ chi phí. Toàn bộ chi phí của nó tóm lại là cột này là cột doanh thu này. Dạ. Cột này là cột giá vốn này. Dạ. Chưa? Rồi, mình của mình xuất hóa đơn theo tháng cuối tháng hoặc là cuối quý cho nên là cuối mình sẽ coi như là nghiệm thu 100%. Cái này em không cần để ý nhá. Dạ. Ừ. Thì cái nó báo lỗi như này mình kệ nó này, nợ một tài khoản 154 không chọn khoản chi phí mình nhận dần vẫn nhận có này. Tại vì đó là bên có 154 thì không cần chọn khoản chi phí. Khi nào mà bên nợ nó thông báo như thế thì mình mới mới phải sửa, đúng nhỉ? Dạ. Rồi. Nghiệm thu xong rồi nhá. Bắt đầu mình đi xem báo cáo lãi lỗ này. Chị đang ghi video cho em đấy, nhưng mà tí nữa em vẫn chị thao tác cho em để em chị vừa ghi video em vừa ghi vào vở nhá. Đây, tính xong giá thành rồi thì em sẽ vào báo cáo để xem lãi lỗ của từng công trình làm sao. Đó, bằng cách là vào báo cáo giá thành, báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình đây. Đó, tích vào tất cả 143 công trình. Thì tí nữa nãy là chị em mình có bao nhiêu chi phí mình mới tính toán, mới chạy giá thành. Còn ở đây mình sẽ xem vẫn là 143 dòng. Các công trình của em chi phí nó đang cao quá, đều lỗ hết em ạ. Ừ, em Cũng ghi thực cho tế là chị. người lộ mai chị. Thực tế là công trình lỗ á. Dạ, thực tế bên em làm bị lỗ. À, như này này, chị nói nhá, ví dụ sau này mà thuế vào á, lỗ như này là nó loại hết chi phí này. Thấy chưa? Theo nguyên tắc của thuế là cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính của mình ấy, tức là dịch vụ rác thải ấy, là em phải lãi, là em phải lãi. Ừ, thấy chưa? Còn tí nữa có thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý vào nữa thì em lỗ thì được, lỗ toàn doanh nghiệp thì em lỗ được. Nhưng mà riêng hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì nếu là em phải lãi. Còn nếu mà em bảo em khẳng định là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của em cũng lỗ, chắc chắn lỗ. Thế thì thuế nó vào nó lại loại những cái chi phí này ra. Âm bao nhiêu loại bấy nhiêu. Của em đang bị âm 559 triệu. Hiểu chưa? Hiểu chị chưa? Cho nên bây giờ em thử xem lại xem là các cái chi phí của mình, ví dụ lương có đang để cao quá hay không này. Thì tội gì kể cả thực tế có lỗ thì mình thuế nó cũng không nghe mà. Đấy. Đúng không? Nếu mà sản xuất kinh doanh lỗ thì nó cũng hơi vô lý. Mình ví dụ như mình chi phí 10 triệu thì mình phải lấy khách hàng 12 triệu chứ, ví dụ thế. Đúng không? Ví dụ thế, đấy là ví dụ thôi. Còn lãi ít lãi nhiều thì có lãi là được. Đúng nhỉ? Như vậy chị vừa chạy giá thành theo cái chi phí mà em tập hợp. Bây giờ cái này đang lỗ rồi, được chưa? Không được. Lỗ gần 560 triệu. Thế bây giờ em thử xem cái chi phí của em là ví dụ như cái lương đi, có cao quá hay là thấp à, có đang bị cao quá hay không? Ông lương thì bình thường thôi chị ạ, cũng chạy lương cũng thấp á. Thật, tại sao lại thực tế? Thì bây giờ em phải em bảng lương của em vẫn có những người không đóng bảo hiểm đúng không? Bảng lương là em cho hết tất cả những người đóng bảo hiểm luôn chị ạ. À, không có ai là không đóng bảo hiểm à? Dạ. Những người đóng bảo hiểm thì gọi là bảng lương cơ bản luôn rồi đúng không? Dạ. Ừ. Nếu lương không được thì thế thì chi phí xăng dầu, ví dụ như mình thử vào cái chi phí nhá. À, giá thành này quay trở về cái cấu thành nên cái chi phí của em xem giảm được cái gì nhá. Thực ra cũng chỉ cần giảm tầm 500 triệu là được. Nãy chị xem lại cái nghiệm thu em doanh thu bao nhiêu nhỉ? 4 tỷ 8 đúng không? Dạ. 4 tỷ 8 mà số chưa nghiệm thu là 5 tỷ 3 đây rồi này. Nhá, mình nhớ con số 4 tỷ 8 là tổng doanh thu của em nhá. Bây giờ em giảm khoảng tầm 500 hoặc là 600, 500 rưỡi này. Nãy là 560. Ít nhất là em giảm khoảng tầm gần 600 triệu cho nó lãi một tí ra là được. Nhá. Thì chị sẽ vào giá thành, chị sẽ xem cấu thành của nó. Lương thì em bảo em tối thiểu rồi. Thử xem cái chi phí trực, cái chi phí chung này có cái gì. Ví dụ nhân công thì em bảo hết rồi này. Nguyên vật liệu này là tiền dầu này. Dầu đúng không? Dầu thì em mua bao nhiêu thì em đẩy được bấy nhiêu, không để tồn kho đúng không nhỉ? Dạ, nhưng Nhưng mà mà những năm trước cũng để tôn như lắm chị. à, năm trước để tồn nhiều thì tí nữa là tồn dầu đúng không? Tại vì em lấy nhiều dầu xong rồi thì lạ lỗ thì phải thầu như là phải để lại cho nó tồn kho nhiều á. Dạ. Để chị xem nào. Hủy bỏ nhá. Xem cái đầu kỳ của em. 152. Nếu mà theo Hai. đây thì năm ngoái của em đang để dở dang em này. Dạ. Dở dang. Họ để dở dang như này thì chi phí sẽ giảm đi. Của em là bị lỗ là tại vì do là còn tính ở cái dở dang của năm cũ nữa. Em hiểu không? Năm cũ em để dở dang 2 tỷ 6 này. Dầu thì nó không không để dở dang đâu em ạ. Tức là nó không để tồn kho mà họ để vào dở dang, có thể là tồn dầu là cái gì đấy, nhưng mà họ để vào cái dở dang. Thử xem bảng đối tài khoản của em nhá. 154. Đây nó rơi vào đúng bằng 2 tỷ 6 kia của em. À thế thì 2 tỷ 6 này là của kế toán cũ chuyển sang, em chưa chưa Là chưa làm gì đúng rồi. cả, đúng không?
Nếu mà đưa cái này vào nữa thì càng lỗ. Bây giờ mình chỉ xử lý cái của em thôi. Tại vì thà là chi phí của mình ít thì mình đưa thêm cái dở dang ấy vào. Được chưa? Nhưng chi phí của em cũng đang cao á. Bây giờ em có muốn là cho ít dầu vào kho tồn không? Dạ, cho ít để phần khỏi lỗi chị ạ. Đúng Chị rồi. ấy 1.000 cũng được. Đúng rồi, chính xác. Thế thì nhá, năm nay thì chị sẽ hướng cho em là để ít dầu vào kho nhá. Ít dầu vào 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 kho đi. Thế thì tí nữa là em về em làm chỉnh cho chị này. Còn cái năm sau năm 24 ấy, có thể là cái đấy mà cứ treo dở dang 2 tỷ 6 kia mãi nó không được đâu nhá. Em phải cho chi phí giảm hết cỡ đi rồi xong thì mình sẽ đẩy cái 2 tỷ 6 kia vào của năm 24. Giờ năm nay chị chưa đẩy đâu bởi vì chi phí của em đang nhiều này. Hay là em muốn đẩy? Hay là em muốn đẩy xong ấy thì là thực ra thì cái đấy mà xử lý thì sau này nếu mà chị theo tư vấn là em mà làm lại được cái nếu mà em tin sếp được được sếp tin tưởng á, em có thể làm lại báo cáo chính của những năm cũ thì gọi là hồ sơ lật lại ấy, xem thế nào thì nó mới khớp được. Hiểu ý chị không nhỉ? Còn năm nay mình cứ xử lý năm nay đã nhá. Còn sau này tại vì nếu mà mình kế toán năm nay mình đi xử lý số liệu của năm trước mà xử lý là phải xử lý từ đầu, từ khi phát sinh hoặc là cái từ khi mà ví dụ như công ty thành lập từ khi công ty thanh tra quyết toán xong rồi á mà mình xử lý từ cái năm nối tiếp đấy thì được. Ví dụ như là công ty em thanh tra quyết toán là năm nào em nhớ không? Năm 22 chị ạ. À năm 22 là năm 22 là thanh tra quyết toán luôn rồi à? 22 là quy tạm của những năm trước, hình như là để năm 2021 thì phải. Ừ đấy. Thế thì tối thiểu Tại em mà xử lý được cái năm 22 á. vì Đó. Ừ, thì là tốt. Rồi còn không thì nó cứ kéo theo mãi cái 2 tỷ 6 đấy cứ kéo theo mãi thôi. Hoặc là có cái năm nào mà chi phí của em ít thì chị sẽ hướng dẫn đưa đưa cái 2 tỷ 6 đấy dần vào. Tức là không phải đưa một lúc thì nó nhiều quá. Đưa dần thôi, ít ít thôi, ít một thôi á. Của cái năm năm sau chẳng hạn nhá. Năm nay mình vẫn đang nhiều thì để đấy. Được không? Rồi. Thế bây giờ cái chi phí dầu ấy, là dòng thứ hai thì về nhà em sẽ sửa cho chị. Tức là bây giờ một số cái nó đang nhiều quá thì cái nào mà em thấy nó nhiều quá nhá, em sẽ cho nó vào tồn kho. Mỗi tháng có thể em sẽ nhập bớt vào một kho một cái, một vài cái chẳng hạn. Hoặc là em sẽ cho tồn kho vào những cái hóa đơn cuối cùng này. Tại vì cái phần tồn có hai cách, một là em dàn đều ra mỗi tháng cho một và một một vài tờ để cho nó khối lượng làm sao tí nó cho nó giảm khoảng tầm gần 600 triệu đấy. Em hiểu chị không? Cách thứ hai là em gọi là dồn hết từ đầu năm đi, gọi là mình đổ dầu từ đầu năm á. Còn cuối năm mình giống như mình cho dầu tồn kho lên giống như mình đi mua phi mua thùng về để đựng đấy em nhá. Đấy, để dự trữ. Thì dự trữ và dự trữ cuối năm thì nó hợp lý hơn. Còn cái những cái dầu cũ này là mình dùng hết này. Hiểu chị không? Ừ. Thế thì những cái tờ cuối cùng này em thử nhìn nhá. Ồ, kéo xuống. Đây, ví dụ như từ tháng 12 đi em xem cái tiền dầu nó khoảng tầm nó cũng nhiều đấy em ạ. Nhiều phết. Nhiều phết thì mới được 500 triệu. Ví dụ chỗ này là 1 tỷ 6, đúng không? Em ở tầm được 600 triệu. 600 triệu thì nó phải một còn lại 1 tỷ thì mới được. Thì em có thể là thử cân đối cái tầng này nhá. Có thể cho một ít, được chưa? Nhưng ý là mình cho hết dầu vào kho thì nó hơi nhiều. Thử xem có cái khác nữa không. Tức là một ít cái này một ít cái kia em, nhưng mà dầu của em vẫn phải chính bởi vì của em đang tỷ 6 này. Mà nhân công thì em bảo em tối thiểu rồi. Tối thiểu rồi á. Em không hề bỏ phụ cấp gì đúng không? Phụ cấp em cho thêm điện thoại chị ạ. Thế thì em Đây là bỏ ra bỏ hết. Về bỏ ra hết nhá. Chỉ để cái lương cơ bản để đóng bảo hiểm thôi. Được nhỉ? Nhá. Rồi, đấy là ý thứ nhất là lương thì mình sẽ để lương cơ bản để đóng bảo hiểm này. Dầu thì em sẽ cho một ít cái những cái vài ba tháng cuối gì đấy cho vào kho này. Rồi mua ngoài, chị xem mua ngoài là gì nhá. Tức là mình mỗi thứ một ít thì nó đỡ hơn. Mua ngoài tiền điện à? Ví dụ như chi tiền điện tiêu thụ lò đốt thì tiền điện của em nhiều đấy nhỉ. Không chỉ tiền điện ý mà tiền điện một tháng mua tầm 500 thôi. À, ý là nhiều tờ hóa đơn đúng không? Ừ. Thế thì tiền điện Cũng một không 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 ngày cần. một tháng. Ừ, thế thì tổng À, phải. ý là hình mua Nhưng mà 1 tỷ 7 thế này. Mua cái gì mà nó tận 1 tỷ 7 tiền điện thì ít đúng không? Thế tiền gì mà nhiều nhiều mấy trăm triệu đây? À, tức là cái ý là xử lý lạ kìa. À, em lại thuê xử lý rác em lại không thể giảm được nữa rồi nhá. Thế thì em chỉ giảm cho chị cái nguyên vật liệu này, còn cái tài sản cố định chị xem nào. Tài sản cố định có thể giảm một ít được bằng cách là em biết cách nhập vào kho cái dầu đấy đúng không? Em bỏ đi sửa em chọn nhập kho là được nhá. Nhập kho thì nó sẽ nợ vào năm 2, được chưa? Tức là mình lúc đầu định khoản là mua hàng không trống nữa, không qua kho nữa chị. Đúng, Thì bây giờ em em chọn là quá mua hàng trong nước nhập kho thì nó sẽ nợ một năm 2 nhá. Cái xe này là những cái xe cũ thì không chứ không can thiệp được nhá. Xe mới thôi. Xe mới này này để chị xem em tính khấu hao trong vòng bao lâu.
84 tháng là 7 năm à? Đúng Dạ. không? Em tra cứu cho chị có thể kéo dài cái thời gian ra một chút. Em tra cứu cho chị nào, tra cứu cái theo phụ lục 1 thông tư 45 năm 2013 những cái xe mà xe ô tô à, phương tiện vận tải đường bộ em ạ, từ 6 đến 10 năm nhá. Theo cái khung của thông tư 45 năm 2013 thì cái ô tô vận tải đường bộ thì tối thiểu khấu hao trong vòng 6 năm, tối đa là 10 năm nhá. Thế thì em cho chị tối đa luôn 10 năm. Được chưa? 10 năm tức là 120 tháng. Thì mình kéo dài thời gian ra thì số tiền khấu hao của một tháng nó sẽ giảm đi. Đó, mỗi thứ một ít như thế cho chị. Sau đó thì nhưng mà tí nữa mà muốn đấy là em phải xóa hết khấu hao đi nhá, bỏ cái xóa hết khấu hao nhá. Bắt đầu ghi tăng sửa cái ngày tháng là tính khấu hao lại nhá. Chưa? Sau đó em chạy lại giá thành cho nó lãi khoảng tầm chỉ còn 10 triệu, 20 triệu gì đấy thôi là được. Hiểu chưa? Ừ, tối nay về chỉnh nhá.